Ok, đây anh Cường, đây là cái nhà model home. Cái nhà này này nó theo kiểu giống như Spanish, nhà của Tây Ban Nha. Cái khu của nó, nhà ngói, và nó có nhiều miếng đất trống mà nó để nó đang xây, và có nhà người ta ở rồi luôn. Ok, cái nhà có 3 chỗ đậu xe, có 3 gara. Cái bên kia nó tạm thời nó làm cái văn phòng, nhưng mà mai mốt nó mở ra nó thành cái gara. Ok, bây giờ mình vô nhà nha. Này đang dẫn gia đình đi theo coi nhà. Cái đó má mình đó. Ok, đây. Đây, người đẹp, mời người đẹp giới thiệu người đẹp. Mẹ. Hình thăm má mình đó. Đây. Rồi tôi bên này là người đẹp có người đẹp đang giấu cho. Dạ tôi ok nhà tầng cao nó làm cho cái khung nhà có kiến này kia nọ vô, nó làm cho cái nhà nó thấy nó rộng rãi hơn. Cái cửa cửa này cửa cũng cửa đặc biệt luôn, cửa cao này chắc 9 feet. Ok, cái này là cái cửa gara, nhưng mà tạm thời người ta dùng làm cái văn phòng, người ta khóa lại rồi. Cái này là cái furnace. Master. Phòng để đồ. Này closet thế nào rồi master đây trần nhà Ok, giờ mình qua bên cái buồng tắm master bath nha. Cái này là chỗ ngâm, tắm tắm bồn. Rồi cái buồng tắm đứng đây. Buồng tắm đứng ai thích rộng rãi thì cái buồng tắm đứng này rất là rộng. Nhưng mà cái chỗ này nó có một cái để ý liền á, là nó chỉ có một cái chỗ mà cái bồn tắm, một cái bồn rửa mặt thôi, một cái sink thôi chứ không phải hai cái sink. Actually, no. Một cái sink bên này và một cái sink bên này đó. Không ai dành với nhau. Ok.
Dạ kia, nó đóng cửa lại. Đây là cái kitchen. Cái này là open concept kitchen với lại family room chung. Đó. Và cái cửa trước đó, cái phòng family room slash dining room slash living room. Đây là cái phòng ngủ nữa. Đây là cái bathroom. Vậy là nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Actually, nếu như vậy là 4 phòng ngủ chứ. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Đây, đây là một cái phòng ngủ nữa, là phòng ngủ thứ 3. Này cái bathroom nữa, coi như là được 3 phòng, 3 buồng tắm đó. Phòng tắm rộng rãi, trần cao, cửa cao. Đây là cái phòng ngủ nữa. Đây phòng ngủ có giường đôi. Ok, bây giờ mình ra ngoài sân ha. Cái nhà này vậy là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Mình nghĩ chắc cũng khoảng chừng 2.000 hơn square để mở cửa kia bên kia. Ở ngoài sân thì nó có cái kitchen luôn. À, có lò nướng nè, nó có cái hình như cái tủ lạnh nhỏ ở đây luôn. Đó, nó có lò nướng, nó có cái máy hút hơi đây. À, có tủ lạnh nhỏ ở đây luôn nè. Đó. À. Còn dưới đây là chắc là bình ga. Cho để cho bình ga hay gì. Đó. Cái screen room này nó rộng rãi nhưng mà nó đấu với lại cái nhà cái đằng sau của cái này là cái nhà bên người ta nên nó không có cái view gì ngoài nhìn thấy cái nhà của người ta thôi. À. Mà cái này là cái nhà mẫu nên cũng không có gì. Nếu mà đằng sau này là nước á thì cái này là giá trị lắm luôn.
Okay. À, ok, ai có thắc mắc gì thì cho Tuấn biết nha. À, Tuấn là realtor mà ở khu Tampa, mà Tuấn chạy xuống đây luôn coi cái này là ở Palmetto. Palmetto là gần Bradenton đó. À, cái khu này thì cũng được, cái coi như là gần chợ gần búa, nếu mà ai có gần nhà thờ Công giáo luôn, nếu mà ai đi nhà thờ Công giáo thì cũng có gần, mình thấy có nhiều nhà thờ lắm chứ không phải là một cái nhà thờ đó, và cũng gần chợ gần búa. Nhưng mà nếu mà nói gì gần chợ Việt Nam thì chắc cũng còn cũng xa, khoảng chừng nửa tiếng, hơn nửa tiếng 45 phút ạ. À, có ai có thắc mắc gì thì cho tôi biết. À, số điện thoại là 813 330 5153, 813 330 5153. Ok, cảm ơn mọi người nha. Ok, chào mọi người.